Sau nhiều năm bỏ hoang, các công trình thuộc dự án khu Aquatica, cửa Việt Beach and Resort tại khu du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đang bị xuống cấp, hư hỏng. Tại vị trí đắc địa, gần bãi tắm Cửa Việt, nhưng dự án này bị bỏ hoang trong thời gian dài. Tại đây, loạt căn nhà Việt cổ phủ đầy lá cây phi lao, những vật dụng còn lại tại đây cũng trong cảnh hư hỏng, lạnh lẽo.